khi mà mẫu họ ngồi ấy, thì bà có hướng dẫn họ ngồi thế nào không hay họ không nó ngồi? Bảo để cho tự do mà tự do. Vâng. Không sắp đặt. Xưa ở trường cũng có cái giờ ký họa mẫu thế này, thế nhưng mà ví dụ đặt để một cái mẫu ngồi đấy, vâng, thì một là người ta thì tả bằng sơn dầu, vâng, hai là vẽ hình họa, nhưng vâng, có những giờ ký họa thì thay đổi luôn, thế nhưng mà cũng ngồi, vâng, theo một cái dáng nào đấy, vâng, sắp đặt. Hôm nay thì bà cứ để cho đi thoải mái trong cái phòng ấy. Vâng. Năm một khi mà khóa tôi vào học ấy thì là lúc bấy giờ là chiến tranh, chiến tranh, thành ra là khi vào thì là không học ở phố như bây giờ đâu, ở vâng, trường như bây giờ đâu, mà đi trên sơ tán, à, học trên sơ tán ở cái vùng của Bắc Giang ấy, à, trường sơ tán lên đấy, thế là 5 năm trời thì là học trong nhà lá và trong trong giữa nông thôn, vâng, nông thôn và nhà lá. Vâng. Thế đến khi năm 72 thì bắt đầu về Hà Nội, vâng, Hà Nội, nhưng mà rồi lại tiếp tục đến cái B-52 đánh trải ở Hà Nội. Vâng. Thế xong rồi thì sau đó thì hình như lại tiếp tục sơ tán nữa. Thế ạ? Lại tiếp tục sơ tán một lần nữa, vâng, mãi đến năm hình như đến năm hòa bình, à, đến năm giải phóng miền Nam, vâng, gần giải phóng miền Nam, vâng, vâng. Đi sơ tán như vậy thì các cái dụng cụ để vẽ rồi giấy bút mực thì có khó khăn gì không bà? Bây giờ đi sơ tán thì cũng cứ phải đèo đi theo thôi với cái chiếc xe đạp, vâng. Đó thì cả nồi niêu xoong chảo rồi thức ăn rồi đồ dùng các thứ là phải đem theo. Yeah. Họa phẩm các thứ thì cũng mang theo, nhưng bây giờ thì cũng đem đơn giản thôi, không lịch trình. Lúc đấy về chương trình của trường dạy là chương trình gì, và bà có học về chủ nghĩa hiện thực xã hội không? Bây giờ thì nói chung là cũng đầy đủ tất cả các môn, nói chung các môn có. Thế mà bây giờ thì nhà trường thì chủ yếu là hiện thực xã hội chủ nghĩa thôi. Thế rồi cái học ở trong nhà trường thì như thế. Thế là thì cái quá trình đó thì chỉ có tự sinh viên sau này khi mà tốt nghiệp rồi thì là nói chung là cũng phải mỗi một người để tìm thấy con đường của mình. Vâng. Tìm thấy con đường của mình và mà đi. Vâng. Chứ còn nếu mà cứ theo thì nó cũng... Lúc đó trong trường bà có học về trừu tượng và lập thể không ạ? Không, gì có. Chưa. Thực, nói chung là bây giờ ở trường thì chỉ có ở trường thì là nghiên cứu hình họa. Vâng. Thế còn thì ra ngoài đời đi thì là nghiên cứu về công đông binh. Vâng. Đi đến các nhà máy, công vâng, trường. Vâng. Nông thôn. Vâng. Rồi bây giờ thì còn phải đi cả các cái vùng chiến đấu nữa. À, Là đi vào cái vùng vùng Vĩnh Linh, vâng, phải đi Vĩnh Linh, Quảng Bình, à, cái vùng đấy để vẽ thực tế về chiến tranh. Hồi đến bà có đi Quảng Ninh không? Đi chỗ bác Ngọc với... Quảng Ninh thì suýt nữa là cùng với Vinh đi về làm ở Quảng Ninh đấy. Thế đi, nhưng mà ông Thành bảo thế Thái đi đấy thì chúng mình xa nhau làm thế nào. Vâng. Thế xong bảo thế nếu mà Thái đi thì mình đi về về có gì đâu. Vâng. Thế xong xong Thành bây giờ không biết thế nào, nhà trường bây giờ thì là mấy thầy hiệu trưởng ấy, thế cũng biết là tình hình của hai người đang yêu nhau, thành ra là thôi cho Vinh đi thôi. Vâng. Vinh vừa ca Ngọc ấy. Vâng. Thế đi thôi, Thái ở lại đi về cái nhà máy in hoa Hà Đông.
Thế là đến lúc thế là ở lại Hà Nội xong Vâng. không không đi. Dạ. Thế Vinh thì ra ngoài đây là gặp Mùi Quang Ngọc đấy. À thế ạ. Khi mà bà sáng tác những người phụ nữ cùng với những đứa trẻ đấy thì những cái hình tượng người phụ nữ rất là mạnh mẽ, phóng khoáng, tự do. Thế nhưng mà họ lại đang trong những cái công việc hàng ngày, ví dụ như đựu con, ví dụ như là gội đầu, Lao thì vâng, động thì lao động, thì bà có thấy bà có cái ý thể hiện gì về nữ giới không? Và những cái hoạt động hàng ngày như vậy thì muốn nói lên cái gì? chung thì cái muốn nói là cái người đàn bà trong cả cái đời thường, ở trong cả cái trong việc nuôi con, rồi trong việc chăm sóc con cái, rồi trong việc cả trong đời thường nữa. Vâng. Thế nói chung là hướng hướng thì nó cũng có một cái ý là những về những người phụ nữ lao động này, Vâng. những cái con người nó có tính chất khỏe khoắn mạnh mẽ. Vâng. Thì ít khi mà vẽ cũng thì như cũng không không có những cái cô mà tiểu Vâng. thư ít ít Vâng. vẽ Vâng. biết, nhưng mà nếu như có vẽ thì cũng thấy cái chất bộc lộ, cái chất khỏe khoắn, cái chất mộc mạc. Vâng. Nói chung là cái con người cụ thể như mình cũng hướng hướng về những cái người lao động bình thường ấy. Vâng. Những con người À, phong cách của bà thì cũng có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Thì bà còn có một cái ảnh hưởng, có được ảnh hưởng bởi bởi ai, hoặc là bà có ngưỡng mộ một nghệ sĩ nào? từ khi mà bắt đầu làm nghệ thuật đi thì nói chung bây giờ cũng chẳng hiểu, không biết lắm về nghệ thuật Vâng. của thế giới này hay nghệ Vâng. thuật ấy. Thì bây giờ thì chủ yếu là cũng chỉ biết đến các cái nghệ thuật trong cái vốn của cái dân tộc mình ấy. Vâng. Trong các cái vốn cổ, trong đình làng, rồi trong các cái nói chung là cái nghệ thuật truyền thống. Vâng. Thế nhưng sau này học lên rồi thì biết đến rồi thì bây giờ từ thời bây giờ chắc là biết nghệ thuật của Nga hay là của Trung Quốc Vâng. các thứ gì nhiều. À, vâng. Đúng. Thế nhưng mà sau chắc là phải đến đến cái khi mà giải phóng rồi ấy, Vâng. thì mới biết được cái nghệ thuật phương Tây. Vâng. Thì có xem có hiểu, thế nhưng mà Vâng. bảo là cũng chắc là những cái rồi nó cũng cứ dồn dập Vâng. nó ảnh hưởng nó vào mình. Vâng. Thế thôi, chứ còn cũng không không bản thân đấy cũng không đề cao hay là không 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 theo Vâng. không theo một cái khuynh Vâng. hướng nào cả. Vâng. Chỉ có là có xem có biết có yêu Vâng. thích, Vâng. và từ cái đó nó đến và rồi nó hòa quyện vào với những cái điều mình Vâng. có. Đúng rồi. Bà có chứng kiến cái thời kỳ đổi mới của đất nước phải không ạ? Và các cái hệ quả của thời kỳ đó đối với văn hóa và nghệ thuật của đất nước, thì bà thấy cái sự ảnh hưởng của cái thời kỳ đổi mới đấy đối với nghệ thuật như thế nào? Đổi mới thì nó làm cho con người ta chắc là nó cái nhìn nó rộng rãi hơn, cái nhìn nó Vâng. rộng mở hơn. Thế và có thể là cái đấy với nghệ thuật thì đôi khi nó đi trước cả cái rồi. À, vâng. Nó trước cả cái rồi, thế nhưng mà trước đây nó cứ bị như là kiểu mình cứ cũng gần gợn, như là nó cũng bị ngăn cản bởi một cái gì mà cái ý thức mà lâu nay mình đã thấy rồi, đã Vâng. thấy rồi thì hình như là nó cũng có vướng vướng, Vâng. nó cũng có cái gì đấy. Thế nhưng mà khi mà đổi mới nó ra thì dần dần thì cái con người ta nó nhìn cách nhìn của xung quanh, cách nhìn của xã hội, cách nhìn của những các cái người lãnh đạo các thứ thì có thể là
cởi mở hơn này. Nó đổi mới hơn thì chắc là họ họ nhìn cái nghệ thuật nó cũng thì dần dần thấy là cái nó mỗi bên thấy thấy ra một một thứ thì nó dễ nhập vào với nhau, dễ thấy nhau hơn. Cái trước đây ví dụ như vẽ ra một cái này thì ví dụ như ra bày triển lãm thì duyệt lên duyệt xuống, thế rồi đôi khi cũng phê phán là sao thế này nó lại thế này, cái kia nó lại thế kia. Thế đâm ra là nó cũng làm cho mình phải nghĩ ngợi, rồi cũng phải bị hạn chế đi, phải hạn chế. Thế nhưng mà sau này thì khi bày thì cũng khi đưa ra triển lãm hay đưa ra một cái tác phẩm ra ngoài thì cả một cái sự là mình cũng trưởng thành lên, mình cũng hiểu được. Thế và hai nữa là cái nhìn của xung quanh ấy, họ cũng bớt bớt đi. Trước đây dụ như khi vẽ ra thì cứ bảo là ôi giời, vẽ mô đét quá vẽ mô đét quá thì là người ta ngại. Thế từ khi nào thì nhà nước bắt đầu cho vẽ khỏa thân ở trong tranh vậy? Khỏa thân thì nó cứ ấm ức mãi đấy, đến ngay cả những cái ảnh của Thái Phiên này, những cái gì đấy rồi cũng cứ thấy đấu tranh với nhau rồi thì duyệt lên duyệt xuống rồi cấm qua cấm lại mãi rồi cũng thấy là ra rồi rồi nó cứ thế. Thế còn vẽ thì vẽ thì như vẽ ở nhà thì ông nạn tượng khỏa thân này, vâng, này. Vâng. Từ lâu lắm rồi. Vâng. Thế mà cô thì vẽ cũng vẽ từ lâu rồi, thế nhưng mà từ khi mà thấy nó như thế thì mình ít đưa ra. Vâng. Mình không đưa ra, mình cứ để nhà thôi. Vâng. Là gần như là cũng bị, tức là gọi là đói hay là không, nhưng mà nó tồn đọng ở trong nhà mình không có. Vâng. Thế đến khi mà trước khi ông mất đi mấy tháng ấy, thì cái hôm ấy thì tự dưng có một cái người bạn đến 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 chơi. Vâng. Bấy giờ là cô ở nhà thì ông cũng đi bệnh viện thì đến chăm sóc ông, xong về nhà thì mới dọn tung tất cả, kéo tung hết tất cả những cái tranh những các thứ này xuống này. Vâng. Vẽ xong rồi đôi khi quận lại này, đôi khi cái gì thì gác lên trên gác ấy. Vâng. Chuột cắn rồi rắn nhấm rồi đủ mọi thứ. Vâng. Thế xong lúc bới tung ra ở nhà thì xếp lại thì có một người bạn thì đến bảo ô sao mà nhiều tranh đẹp thế này mà lại không đưa ra. Vâng. Thế xong bây giờ thì là chọn mấy chục bức ấy. Vâng. Đem ra bày. Vâng. Đăng ký mấy cái triển lãm chỗ Hàng Bài ấy, bày. Vâng. Thì xem mọi người thấy, xem mọi người thích quá. Vâng. Mọi người bảo trời ơi, vẽ khỏa thân như thế này thì quá đẹp. Vâng. Mà vì sao mà lại không không cho tranh khỏa thân ra ngoài đời. Vâng. Thế xong rồi các bạn ở bên bảo tàng bên thì cứ nói là mấy chục năm nay thì mới có được một cái triển lãm mà thấy thấy đẹp, mà tác động đến tình cảm tâm hồn của các bạn ấy. Vâng. Thế nó cũng là thực ra thì nó cũng là một cái cũng giải tỏa bớt cho mình đi, tương lai mình cũng vẽ mình thấy thấy họ cứ đụng đến vấn đề nuôi, vấn đề gì, vấn đề khỏa thân. Nếu như của ông thì ông nặn những cái phồn thực các thứ như thế này. Vâng. Thế hoặc là đấy. Bà là một trong những nữ họa sĩ đầu tiên của Việt Nam đúng không? Không. Trong thế hệ tức là trong cái thế hệ này thì chắc là cái người đầu tiên mà vẽ lung tung. Vẽ không có có nhiều tức là cái thời gọi là vẽ mô đét, cô này vẽ mô đét quá. À. Vẽ mô đét quá, cả những cái ông thầy lớn, những cái ông mà yêu quý mình ấy thì bảo ồ Thái vẽ đẹp, Thái vẽ hay lắm. Đấy, Thái thì bây giờ học mỹ thuật công nghiệp cơ thì đã đi vẽ, người ta cứ vẽ hoa vẽ lá. Để về ấy thì mình lại hay cứ đi ký họa người, ký họa vẽ người, vẽ các thứ.
Thế xong bên thì các thầy bảo là vẽ không đúng như kiểu đường lối nhà trường gì cả. Thế nhưng vẫn thầy mới quý những cái ông bây giờ như ông Nguyễn Tử Nghiêm, ông Hằng Lập Ngôn, ông cụ Phạm Hậu, bây giờ cụ Phạm Hậu đang còn. Rồi Thái về sang trường mỹ thuật, Thái học kiểu thì đúng cách hơn. Có nhiều họa sĩ nữ cùng thời với bà. Không, bây giờ hình như là ít lắm. Cả cái trường mỹ thuật công nghiệp hình như có mỗi mình bà đi sang Thế đi, ạ. đi kêu học. Sau này thì có, nhưng mà còn lúc bấy giờ cái đầu tiên thì là đi sang học. Thế xong rồi học ở bên ý thì người ta lại thấy lại mình chẳng giống gì người ta cả. Thế xong lúc các ông thầy bảo là cô này cô vẽ cái kiểu gì không 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 giống không giống kiểu của nhà trường. À, thế sau này thế mấy giờ thì các anh chồng mỗi ông thầy ông thầy ông khen là và cứ nhờ ông Thành thì chính vì nhờ bác Thành thì đam mê đi sang bên trường mới học và cái động cơ mạnh đi sang bên trường mới học. Trong quá trình sống sáng tác thì ông bà cũng có ảnh hưởng lẫn nhau đúng không? Phải có quá trình sáng tác thì có ảnh hưởng là nó như thế này, là bác ấy thì làm về điêu khắc, Thức khắc. còn Thái thì làm về hội họa. Thế nhưng mà chính là thì mình nhìn cái điêu khắc của ông thì mình lại thấy là cái tạo hình của mình nó phải vươn lên hơn, khỏe khoắn lên, rồi thì con người đừng có kiểu nó thực quá, vẽ nó thực như con người thật ấy. Thì là mình phải lên. Thế còn còn bác ấy thì bác làm điêu khắc thì thỉnh thoảng bác lại qua bên vòng bên hội họa, bác bảo tôi sang giải lao ông vẽ. Nói chung là thấy ông vẽ lại có những cái mới lạ và thấy thấy là mình phải học tập mình phải theo cái hướng đấy. Có bước nào thì hai ông bà cùng vẽ chung Vẽ chung thì không có, thế nhưng ví dụ không? như khi ông thấy cái ký họa của mình tốt này hay gì ông vẽ thành tranh của ông. Thế hay là đôi khi ông vẽ thì ông vẽ chơi chơi thì cái ông này thì ông chẳng hoàn chỉnh ông bỏ ra đấy Thì bà lại thì vẽ mình nốt. lại hoàn chỉnh theo nó lên. Thế rồi thì cứ thế thôi, nó ảnh hưởng qua lại với nhau. Thế, chứ còn những cái gia đình mà cứ hai người cùng làm nghệ thuật thì cũng dễ đánh nhau lắm dễ đánh nhau lắm. Bây giờ bay bên này thì Con thấy ông cũng có sáng tác tranh sơn mài nữa đúng ông thì là thế này đấy, thì không? lúc ở nhà thì làm đủ mọi thứ, vẽ cả lụa, vẽ cả sơn dầu, vẽ cả sơn mài. Thế nên ông thì ông cứ làm điêu khắc, như thỉnh thoảng ông bảo ông giải lao thì ông sang, ông lúc đang thấy mình làm sơn mài thì ông vào ông vẽ sơn mài, lúc đang vẽ lụa ông cũng vẽ lụa. Nhưng mà những cái gì nó cổ cổ ở trong ấy mà nó làm cho con người ta vất vả thì ông bảo nên tránh nó đi. Sử dụng người đừng có vẽ cứ phải theo cái truyền thống ấy, một cái màu nó cứ tối câm lên đi nè. Thế rồi thì là làm sơn thì là bị sơn ăn này, thế rồi thì bị ngứa này, rồi phải đi ủ rồi đi đấy các thứ nó luộm thuộm các thứ, ông bảo những cái thì nên tránh đi chứ đừng có cứ theo theo những cái gì nó quá đáng thì mình không được theo. Thành ra trong cái sơn mài của ông bà vẽ thì nó linh hoạt lắm, rồi khi vẽ cả sơn dầu lên đấy, vẽ cả sơn Nhật lên đấy, rồi vẽ cả sơn ta lên đấy, nói chung là nó lẫn lộn tất cả. Thành ra nó tạo thành một cái màu sắc nó mới tươi mới, nó không bị lệ thuộc vào cái khác Thế mua nhiều. quỹ Nguyện Art Foundation của con ấy thì cũng mua được 5 tác phẩm của bà sáng tác từ năm 95 đến năm 98. Thì các cái tác phẩm mà con chọn thì chủ yếu là bà vẽ hình tượng các người phụ nữ. Thì bà có thể nói cho con thêm về 5 cái tác phẩm đó không? Con thích cái tác phẩm trước gương. Trước gương đúng không? Bà có thể nói thêm. Chung là được thấy được cái đứng trước gương thì được thấy được cái thân thể đẹp. Thế mà cái thân thể đó là cái thân thể của một cái người lao động mộc mạc rất đời thường thôi chứ không không, không.
có người hỏi là cái tính hiện đại trong tranh của bà ấy có phải là sự rời khỏi cái áp lực của phong cách hiện hiện thực không? cũng đấy, như đã nói rồi đấy, mình không 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 chủ trương cái gì cả, nó Vâng. tự đến rồi thì là nó mà cái khi mà mình không hiểu được thì mình không hiểu được thì mình thấy là nó vẽ theo kiểu hiện thực ấy thì có khi là không hay, À. mình phải theo cái này, mình phải vẽ mới đi, phải vẽ Vâng. thế, nhưng bây giờ qua một giai đoạn vẽ mới rồi nhìn lại cái vẽ thực cũng có cái hay. Vâng. Cũng có cái hay đấy, như những cái này, Vâng. thì vẽ thực quá đi, vẽ Vâng. từ từ cái trang báo thôi chứ Vâng. có gì đâu, nhưng mà mình cũng thấy hay. Nhưng Vâng. mà cứ thành ra là con người ta đi khi mà nó đến một cái độ nào mà thì nó nhìn Vâng. thấy trong mỗi cái nó đều có cái vẻ đẹp của nó. Vâng. Hai ngôi nhà khoa các bạn là cũng vui vui nhỉ. Vâng. Đây là Đấy, ai như đấy? cái này thì thực quá rồi phải không? Cái này thì thực, mình bảo với vẽ thực. Người Vâng. ta đang bảo thấy là thấy lấy cái tên quyển sách là cái vẻ đẹp nó có ở khắp nơi. Nó Vâng. không, Vâng. Đây là cầu thủ ạ. cầu thủ. Đang ngáng nhau hay sao Đang gắn ấy? nhau. Đây một cái cô người mẫu là làm quả xoài này. Thủy Tiên từ một cô gái 90 kg đầy tự tin. Bây giờ trở thành người 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 đẹp. mẫu, người đẹp. Đây. Ông này này, ông đi kiếm thành.